Vừa rồi thì bóng đã đập tay chắn của Kiều Trương đi ra ngoài. Điểm số thứ 18 thay cho các bạn Trung Quốc. Và Trung Quốc họ vẫn đang thi đấu một đẳng cấp rất cao. Và hiện tại trong đội hình của các bạn Trung Quốc gồm rất nhiều những cô gái cao to. Với thể hình cao to thì các bạn Trung Quốc đang có lợi thế rất lớn trong những cái đường bóng chặt. Vừa rồi là điểm số thứ 8 thay cho các bạn Việt Nam. Người chuẩn bị thực hiện quả phát bóng đó là Tú Linh. Kiều Trinh không được. Vừa rồi là một tình huống phạt chặt quá tốt của hai cô gái Việt Nam của chúng ta, đó là của Nguyễn Thị Trinh cũng như là Nguyễn Anh. Chúng ta phải cần có nhiều hơn những cái tình huống hay như thế này. Tình huống vừa rồi thì Nguyễn Anh cũng như là Thị Trinh cũng đã bắt bài được đối phương. Khoảng cách đã được rút hẹp lại còn 9 điểm. Một tình huống quả bóng bay liệng khá khó chịu của Tú Linh. Lại là tạo ra sự an toàn nhất định. Rất khó để có thể đập qua những cái tình huống giao chắn của các bạn Trung Quốc. Vừa rồi là điểm số thứ 20 dành cho các bài áo trắng. Khoảng cách lúc này là 29. Lại là những người đang hội ý của huấn luyện viên Tương Tương. Ở trong những cái thời gian đã qua của trận đấu thì chúng ta đang thua thiệt hơn so với đối thủ rất nhiều. Bóng không đi qua giao chắn. Một điều đánh bóng không được công của anh. Vừa nhắc đến Giao Hiu Di thì cô cũng đã có một tình huống phát bóng hay không? Điểm số thứ 10 dành cho các bạn Việt Nam. Khoảng cách lúc này là 11 điểm. Vừa rồi là một tình huống bóng không thành công nữa của các cô gái Trung Quốc. Họ đang có một khoảng cách khá xa, thế nên là các cô gái Trung Quốc đang khá chủ quan. Đây là thời cơ để cho các cô gái Việt Nam của chúng ta lấy lại được sự tự tin và sẽ có một chuỗi lên điểm ấn tượng. Lại là một tình huống đỡ bước một không thành công nữa, đó là của Khánh Đăng. Hôm nay phải đối đầu với một Trung Quốc mạnh và có những cái tình huống đỡ bóng quy lực, thì những cái tình huống đỡ bước một của các bạn Việt Nam vẫn chưa có một sự chính xác. Họ vẫn đang gây rất nhiều khó khăn dành cho những cố gắng xanh. Bích Quỳnh
Điểm số thứ 2. Bởi vì được thi đấu với những cái đối thủ có một đẳng cấp rất cao và một đẳng cấp thế giới thì đây là khoảng thời gian trải nghiệm cũng như là đúc kết kinh nghiệm tuyệt vời của cao bài đội tuyển nữ Việt Nam. Hai mươi bốn mười hai đó là điểm số hiện tại của bàn đấu thứ hai này.